cho các bạn, đây là một game mình sẽ là vào vai cảnh sát đi bắt tội phạm, và hiện tại chúng ta đang đuổi theo một con kia xe tải màu trắng đấy, chậm rãi và mình đang cố gắng giữ nó không cho nó chạy. Và đã bốc cháy rồi, dẫn sát cái mùa một vùng rất cụ và một con chiêu xe tốc độ rất là cao. Đồ đang cố gắng chạy rồi, sao tốc độ để cho nó dừng lại, khi nó dừng lại đã bốc cháy. Đây là chỉ là nhìn về những cố tình chạy ra đi, cố tình chạy đi. Con xe tải màu trắng, ok, đi con đồ còn lá chứ là nó phạm tội gì. Chúng ta cũng đi cho thấy là ai đi phạm lỗi gì mà không trên bản đồ chúng ta sẽ thấy được cái đường của đó, chúng ta đối tượng chúng ta phải dắt vượt quá rồi, chết thật rồi. 38, reckless driving, stop suspicious vehicle. 1086, officer on duty. Pick up one. Pick up one. Ôi, thoải mái. Ok, chúng ta đang đề phai. Chắc là đẹp thôi. Rồi, rất gắt. Bất chấp là rất bất chủ, bất chấp, bất chấp cho anh chúng ta luôn, cho anh chúng ta, cho anh chúng ta luôn, cho anh chúng ta luôn. Ta đang dùng lực của xe mình đồn cho anh chúng ta, cho anh phát, cho anh chúng ta dưới chúng ta luôn. Còn cố tránh nái nhưng mà không được, tốc độ xe chúng ta có mạnh, để chúng ta à. Yeah, I'm gonna go. I'm gonna go. Kết thúc luôn. À, cái kia. Tôi biết nhưng mà tôi biết luôn kia. À, bị rắc rồi. Rắc rồi. Đúng như không luôn. Rắc rồi ra rồi. Đùm trung tâm luôn, đùm 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 nó trung tâm luôn, cuối cùng mình phải nhận chết. Nó cũng quá. Đúng là sao rồi các bạn. Đúng là sao rồi, còn mấy người chết, rất mau vậy. Rất ma răng, rất ma răng,
rất là ngon. Được. Đối đầu như thế mà không đâm được nó, nhưng mà nó tự mất máu rồi chắc nó gây tai nạn rồi. Nó tự chết trước khi mình tắt được. Suspect in custody.